vị thân mến, những năm tháng trường kỳ kháng chiến, đất nước chúng ta đã phải trải qua rất nhiều cuộc kháng chiến khác nhau. Nhưng trong đêm trường u tối đó, vẫn luôn có sự xuất hiện của nhiều ánh hào quang về sự tài trí, anh dũng, sẵn sàng hy sinh và dành trọn cả cuộc đời mình để cống hiến cho tổ quốc, cho nhân dân. Một trong những tấm gương tiêu biểu mà chúng tôi muốn nhắc đến đó là đồng chí Lê Văn Lương, sinh ngày 28 tháng 3 năm 1912, một nhà cách mạng ưu tú, là một nhà chính trị gia của dân tộc ta. Ông đã từng giữ các chức vụ quan trọng trong Đảng Cộng sản Việt Nam như Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Người đã dành trọn 70 năm cuộc đời của mình để cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương, để tưởng nhớ và tri ân đồng chí, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật đã phối hợp với gia đình, các ban, các ngành, tổ chức và xuất bản quyển sách Lê Văn Lương trọn đời vì sự nghiệp của Đảng, do Nguyễn Duy Hùng và Khuất Duy Kim Hải biên soạn. Quý bạn đọc thân mến, khi đến với quyển sách, chúng ta có thể thấy được sự giản dị, chân phương nhưng không kém phần trang trọng ngay từ trang bìa của quyển sách, với dòng chữ màu vàng nổi bật Lê Văn Lương trọn đời vì sự nghiệp của Đảng trên nền màu đỏ làm chủ thể, gợi cho ta liên tưởng đến hình ảnh màu lá cờ của Tổ quốc. Chính màu máu từ sự hy sinh của các vị anh hùng dân tộc đã cất trái độc lập, tự do, tỏa sáng trên bầu trời bao la. Nội dung quyển sách gồm 3 phần chính. Phần 1, đồng chí Lê Văn Lương, người cán bộ cách mạng kiên cường của Đảng ta. Phần 2, một số bài viết của đồng chí Lê Văn Lương. Phần 3, đồng chí Lê Văn Lương sống mãi trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc. Với độ dày 454 trang, khổ 14,5 nhân 20,5 cm, quyển sách nói về sự trung kiên, một nhà cộng sản kiên cường đã dành trọn cả cuộc đời mình vì đất nước. Đồng thời còn có các bài viết của các đồng nghiệp, bạn bè đã từng làm việc với đồng chí Lê Văn Lương. Tất cả đều dành cho ông những tình cảm chân thành, kính trọng, xuất phát từ chính cái tâm và cái đức. Như Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từng nhận xét: nói đến đồng chí Lê Văn Lương, tôi nghĩ ngoài vấn đề công tác của anh trên nhiều trọng trách mà Đảng đã giao phó, cần nhấn mạnh đến con người Lê Văn Lương, đến đạo đức cách mạng, chí công, vô tư, không hề có chút cá nhân chủ nghĩa, đến lối sống khiêm tốn, trong sáng, giản dị, một lòng vì nước, vì dân, vì Đảng, phấn đấu sống và làm việc như một người cộng sản mẫu mực. Cả cuộc đời hoạt động cách mạng của ông luôn nêu cao tinh thần một tấm gương trong sáng, đối với kẻ thù hiên ngang, bất khuất, với công việc thì tận tụy, trung thành, với nhân dân thì chăm lo, ân cần, chu đáo, còn với bản thân mình đặc biệt quan tâm đến công tác tự phê bình, luôn giữ một nếp sống giản dị, trong sáng. Nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh của đồng chí Lê Văn Lương, Thư viện tỉnh An Giang xin gửi đến quý bạn đọc quyển sách Lê Văn Lương trọn đời vì sự nghiệp của Đảng như một món quà để tri ân những đóng góp của ông dành cho đất nước, góp phần tuyên truyền, cổ vũ các tầng lớp nhân dân tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và những học trò xuất sắc của người, trong đó có đồng chí Lê Văn Lương.